Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em nội dung ôn tập kiểm tra cuối kỳ môn giáo dục công dân 6. Trọng tâm ôn tập môn giáo dục công dân cuối kỳ bao gồm 3 nội dung sau. Nội dung đầu tiên đó là bài số 2 là bài yêu thương con người. Nội dung thứ hai là bài số 4 là bài tôn trọng sự thật. Và nội dung thứ ba là bài số 5 là bài tự lập. Như vậy, cô sẽ hướng dẫn cho các em từng nội dung một, và mỗi bài như vậy là chúng ta ôn lại những nội dung gì và chúng ta cần xem lại những cái việc làm như thế nào, và phần lý thuyết thì chúng ta học phần nào, và cô sẽ hướng dẫn rõ cho các em để các em nắm, để các em chuẩn bị để chúng ta kiểm tra cuối kỳ cho tốt nha. Sau đây cô sẽ hướng dẫn nội dung thứ nhất, đó là bài số 2 là bài yêu thương con người. Về bài yêu thương con người thì phần lý thuyết các em có 3 cái nội dung sau. Thứ nhất đó là biểu hiện của yêu thương con người. Nội dung thứ hai đó là biểu hiện trái với yêu thương con người. Nội dung thứ ba đó là phần ý nghĩa. Về nội dung thứ nhất, biểu hiện của yêu thương con người thì đó là quan tâm, chia sẻ, cảm thông, hỗ trợ, giúp đỡ, tha thứ, hy sinh vì người khác. Còn biểu hiện trái với yêu thương con người đó là nhỏ nhen, ích kỷ, thờ ơ trước những khó khăn và đau khổ của người khác, bao che cho điều xấu và ngược đãi người khác. Nội dung thứ ba đó là phần ý nghĩa. Ý nghĩa của yêu thương con người là truyền thống quý báu của dân tộc ta và chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy. Đó là về phần lý thuyết. Còn về phần việc làm, thể hiện yêu thương con người và việc làm không yêu thương con người, hoặc là chúng ta hiểu về những cái câu ca dao tục ngữ nói về chủ đề yêu thương con người như thế nào, thì cô sẽ hướng dẫn cho các em rõ về cái vấn đề hai nội dung này như sau nha. Việc làm thể hiện yêu thương con người và trái với yêu thương con người. Thứ nhất, việc làm thể hiện yêu thương con người. Cô ví dụ như việc làm thứ nhất đó là chúng ta giúp đỡ người già hoặc là em nhỏ. Khi người già và em nhỏ gặp khó khăn, chúng ta có thể giúp đỡ họ. Ví dụ như thấy một cụ già không dám qua đường thì chúng ta có thể là giúp cụ băng qua đường, chăm sóc cha mẹ khi ốm đau bệnh tật, hoặc là chúng ta giúp đỡ người nghèo, hoặc là chúng ta ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, giúp đỡ những cái bệnh nhân bị bệnh COVID-19. Ngoài ra chúng ta có thể cảm thông, chia sẻ với nỗi đau của người khác, thì đó là những cái việc làm thể hiện yêu thương con người. Còn trái với yêu thương con người, đó là những việc làm sau: không quan tâm giúp đỡ ba mẹ khi ốm đau bệnh tật, thấy cụ già không dám qua đường, làm ngơ không giúp đỡ, bạn bè trong lớp có hoàn cảnh khó khăn, mình không giúp đỡ mà còn chế giễu cười cợt bạn, nhỏ nhen, ích kỷ, chỉ nghĩ cho chính bản thân mình, vân vân. Về ca dao tục ngữ yêu thương con người, ví dụ những câu sau đây: thương người như thể thương thân, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàng, lá lành đùm lá rách, nhường cơm xẻ áo, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Như vậy chúng ta vừa ôn xong nội dung thứ nhất là bài yêu thương con người. Nội dung thứ hai đó là bài số 4 là bài tôn trọng sự thật. Về bài tôn trọng sự thật thì chúng ta phần lý thuyết thì chúng ta có 4 nội dung. Thứ nhất đó là chúng ta hiểu tôn trọng sự thật là gì, hay nói khác đó là định nghĩa về tôn trọng sự thật. Nội dung thứ hai đó là chúng ta phải hiểu những cái biểu hiện của tôn trọng sự thật. Nội dung thứ ba đó là chúng ta phải nắm được ý nghĩa của tôn trọng sự thật. Và nội dung thứ tư đó là rèn luyện cái đức tính này như thế nào.
Như vậy cô ôn lại cho các bạn phần thứ nhất, đó là tôn trọng sự thật là gì? Tôn trọng sự thật là chúng ta suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật và chúng ta bảo vệ sự thật. Nội dung thứ hai là biểu hiện của tôn trọng sự thật. Về biểu hiện của tôn trọng sự thật ở đây đó là người sống ngay thẳng, thật thà, nhận lỗi khi chúng ta có khuyết điểm. Và nội dung thứ ba là ý nghĩa của tôn trọng sự thật. Tôn trọng sự thật là một đức tính rất là cần thiết và quý báu, giúp con người nâng cao phẩm giá của bản thân, góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp và được mọi người tin yêu và quý trọng. Nội dung thứ tư, để rèn luyện cái đức tính tôn trọng sự thật này thì mỗi chúng ta cần nhận thức đúng, có những cái hành động và thái độ phù hợp với sự thật. Ngoài ra, chúng ta còn bảo vệ sự thật, phản ứng với các hành vi thiếu tôn trọng sự thật và bóp méo sự thật. Như vậy đó là bốn nội dung về lý thuyết các bạn cần phải nắm và các bạn phải nhớ. Ngoài bốn nội dung lý thuyết này thì chúng ta cần phải hiểu về những cái việc làm tôn trọng sự thật và việc làm nào là không tôn trọng sự thật. Và chúng ta phải hiểu những cái câu ca dao tục ngữ nào nói về tôn trọng sự thật. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các em hai cái nội dung này. Thứ nhất là việc làm, thứ hai đó là về ca dao tục ngữ. Về biểu hiện tôn trọng sự thật và không tôn trọng sự thật. Thứ nhất đó là những cái biểu hiện về tôn trọng sự thật. Cô lấy ví dụ như là chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói và chúng ta làm đúng với sự thật. Nhận lỗi khi chúng ta làm điều gì đó sai trái, hoặc là khi thấy một người khác làm sai, làm không đúng thì chúng ta thẳng thắn phê bình, chúng ta góp ý chứ chúng ta không được bao che ha. Thì đó là những cái biểu hiện của tôn trọng sự thật. Về biểu hiện không tôn trọng sự thật, đó là chúng ta nói dối với người khác, hoặc là khi bạn có lỗi chúng ta lại bao che cho bạn, và không dám nói ra cái lỗi của bạn mà chúng ta cho rằng đó là cái điều tốt của bạn, cho nên là chúng ta bao che. Như vậy là không đúng với sự thật. Rồi, nội dung thứ ba đó là chúng ta có lỗi. Khi chúng ta làm lỗi, chúng ta có lỗi mà chúng ta không nhận lỗi, chúng ta đổ thừa cho người khác. Thì đó là những cái việc làm mà những cái biểu hiện đó là không đúng với sự thật. Sau đây cô sẽ giới thiệu cho các em những câu ca dao tục ngữ nói về tôn trọng sự thật. Câu thứ nhất đó là những người tính nết thật thà, đi đâu cũng được người ta tin dùng. Câu này ý nói là những người mà biết tôn trọng sự thật, luôn luôn lúc nào cũng nói đúng sự thật thì được mọi người yêu quý. Câu thứ hai, thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Câu này ý nói là khi mà chúng ta nói đúng với sự thật thì người khác nghe thì người ta sẽ không có vui, nhưng mà đó là sự thật thì chúng ta phải nói đúng. Câu thứ hai, vàng thật không sợ lửa, có nghĩa là chúng ta làm điều đúng, điều tôn trọng sự thật, đó là một cái điều đúng, điều tốt thì chúng ta không sợ gì cả. Câu thứ ba, cây ngay không sợ chết đứng. Hoặc là câu ăn ngay nói thẳng. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em ôn xong nội dung thứ hai là bài số 4 là bài tôn trọng sự thật. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn nội dung thứ ba đó là bài số 5 là bài tự lập. Về bài tự lập thì phần lý thuyết có 3 nội dung. Nội dung đầu tiên đó là các em phải hiểu những cái biểu hiện của tự lập. Và nội dung thứ hai đó là các em phải nắm được ý nghĩa của tự lập. Và nội dung thứ ba đó là chúng ta rèn luyện cái đức tính tự lập này như thế nào.
Sau đây cô sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các em về biểu hiện của tự lập. Về biểu hiện của tự lập là tự suy nghĩ, tự thực hiện, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nội dung thứ hai, ý nghĩa của tự lập, đó là chúng ta tự lập giúp chúng ta tự tin hơn, có bản lĩnh cá nhân và để thành công trong cuộc sống và xứng đáng được người khác kính trọng. Nội dung thứ ba là rèn luyện cái đức tính tự lập này như thế nào. Để rèn luyện được cái đức tính tự lập thì chúng ta cần chủ động trong làm việc và chúng ta phải tự tin và quyết tâm khi thực hiện những cái hành động, những việc làm. Như vậy đó là từ từ chúng ta sẽ có một cái đức tính tự lập. Đó là phần lý thuyết của bài tự lập. Còn về cái việc mà việc làm để chúng ta hiểu thế nào là việc làm tự lập và thế nào là việc làm không tự lập, chúng ta phân biệt được hai cái việc làm này khác nhau rõ ràng ha. Và ca dao tục ngữ có liên quan về cái đức tính tự lập, thì hai cái nội dung này cô sẽ hướng dẫn cho các em nắm rõ qua các phần sau đây nha. Việc làm thể hiện tự lập và trái với tự lập. Sau đây cô giới thiệu các em một số việc làm thể hiện đức tính tự lập. Cô lấy ví dụ như chúng ta tự học bài làm bài không đợi ba mẹ hoặc là thầy cô nhắc nhở. Hoặc là việc làm thứ hai, chúng ta tự làm cái công việc nhà không đợi ba mẹ nhờ hoặc ba mẹ nhắc. Ví dụ như là chúng ta tự nấu cơm, tự quét nhà, tự giặt quần áo. Việc làm thứ ba đó là chúng ta tự nỗ lực vươn lên, không dựa dẫm vào người khác. Ví dụ như chúng ta học chưa được giỏi lắm, thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta vươn lên, chúng ta tự tin và chúng ta tự tìm tòi, tự học hỏi để chúng ta có một cái kết quả học tập tốt hơn. Thì đó là nói về người có đức tính tự lập. Trái với tự lập thì đó là những cái việc làm sau đây. Việc làm thứ nhất, ví dụ như khi chúng ta làm bài kiểm tra, chúng ta không học bài, chúng ta không xem bài trước ở nhà, không học bài trước ở nhà, cho nên là chúng ta vào làm bài kiểm tra thì chúng ta quay cớp, hoặc là chúng ta hỏi bạn, hoặc là chúng ta nhờ bạn đọc bài cho chúng ta chép vô. Việc làm thứ hai đó là khi chúng ta gặp một bài toán khó, chúng ta nản, chúng ta bỏ, chúng ta không chịu suy nghĩ mà chúng ta tìm một cái bạn nào đó học giỏi nhờ bạn giải hộ cho mình. Hoặc là việc làm thứ ba, đến giờ cơm, chúng ta không tự dọn thức ăn ra bàn mà đợi ba mẹ dọn sẵn vào bàn chúng ta mới vào ngồi ăn, thì đó là chúng ta chưa có tự lập, chúng ta còn dựa dẫm vào người khác. Về ca dao tục ngữ của bài tự lập thì cô sẽ giới thiệu cho các em bốn câu ca dao tục ngữ sau đây. Câu thứ nhất, câu bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Câu thứ hai, muốn ăn phải lăn vào bếp. Câu ba, tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Câu thứ tư, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Như vậy cô vừa ôn xong ba nội dung mà chúng ta sẽ kiểm tra cuối kỳ. Các em nhớ ôn lại những cái nội dung mà cô đã hướng dẫn và chúng ta xem lại những cái việc làm, những câu ca dao tục ngữ mà cô đã hướng dẫn cho các em, cô đã giới thiệu cho các em. Và cô chúc các em có một cái bài kiểm tra cuối kỳ đạt kết quả cao nhất.